Ở tập trước, chúng ta đã phải nói lời chia tay với hai thí sinh là Can Phùng và Băng Cơ. Và trong tập này, ai sẽ còn giữ được năng lượng để cùng chúng tôi chạy đua trên chặng đường phía trước? Và ai sẽ phải ra về? Hãy chờ đón kết quả sau 30 phút phát sóng của cuộc thi tìm kiếm thiên thần thế giới thứ 3, Thế giới thứ 3 Next Top Angel 2015, Thiên thần tỏa sáng. Welcome. Angel. Thế giới thứ 3 Next Top Angel 2015, Thiên thần tỏa sáng. Chủ đề trong concept lần này tôi đưa ra cho các bạn mang tên đa sắc thái. Khác hẳn với ba concept trước, các bạn tạo dáng kiểu đầm thắm, điều hiu, lạnh lùng, gợi cảm, thì trong concept lần này yêu cầu các bạn phải có một cái biểu cảm lạ, phải thoát ra khỏi những cái cũ của những concept trước. Góc hình của nhiếp ảnh gia sẽ chụp lần này là chụp beauty. Nếu như ở ba cảnh sát trước các bạn lấy cảnh toàn thì những khiếm khuyết của các bạn được giảm bớt, thì với cảnh sát này chụp beauty thì những khuyết điểm của các bạn phải khôn khéo che lấp nó, bằng không thì sẽ lộ hẳn lên trên ảnh, và như thế thì các bạn sẽ không đạt yêu cầu trong tấm ảnh. Và ngoài ra, một thử thách khác cho các bạn là các bạn sẽ chụp với một sinh vật, đó chính là con ếch. Cái sinh vật này với nhiều người thì nó rất là đơn giản, không có gì đáng sợ. Nhưng với một số bạn thì chưa bao giờ chạm vào nó, thì có lẽ đây là một cái điều mà các bạn sẽ phải sợ khi mà rờ vào cái da ếch. Và trên tay tôi là con vật mà các bạn sẽ phải chụp trong concept ngày hôm nay, đó là con ếch. Với vòng concept tuần này thì các bạn sẽ thực hiện qua một concept với chủ đề là đa sắc thái. Thì Hoàng Anh hy vọng các bạn sẽ thực hiện tốt cái concept vòng này, vì Hoàng Anh là giám đốc hình ảnh. Thì concept vòng này thì rất là khó với các bạn, nên nỗi sợ hãi thứ nhất và mình làm thế nào tạo dáng đẹp mà làm cho chú S của mình không phải nhảy ra khỏi tay, và chú S cùng mình sẽ tạo ra một bức hình thật tuyệt. Thì Hoàng Anh mong các bạn thực hiện tốt trong vòng thi lần này. Với tình xếp chụp hình ngày hôm nay với chủ đề đa sắc thái thì Yến cảm thấy đây là một trải nghiệm thú vị cho tất cả các bạn. Vì năm mùa giải đầu tiên Yến từng chụp với một con rắn thì nỗi sợ hãi của Yến rất là cao, vì Yến đã khóc rất là nhiều. Nhưng kết quả cuối cùng Yến cũng xuất hành rất là đẹp. Thì mùa giải năm nay Yến cũng mong các bạn hãy vượt qua được chính mình để có thể thi tốt vòng thi ngày hôm nay và để có một bức ảnh đẹp nhất. Trong tập này, thử thách ban giám khảo dành cho các bạn là chụp với ếch, lấy ý tưởng từ câu chuyện cổ tích Công Chúa và Hoàng tử ếch. Để các bạn có thêm sự phấn khích và tự tin, chúng tôi mời Á quân Thế giới thứ 3 Next Top Angel mùa đầu tiên, Nguyễn Bảo Yến, đến gặp gỡ và giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong vòng chụp này. Bởi vì cùng trong thời điểm này, cũng ở vòng thi này, Bảo Yến là thí sinh có tấm hình đẹp nhất trong vòng thi thử thách chụp với rắn. Mong các bạn có một buổi chia sẻ kinh nghiệm này vui và có được nhiều kinh nghiệm và thực hiện tốt trong kênh xét hình lần này. Xin cảm ơn.
Cũng như là mình muốn chụp với con vật đó, thì lúc mà mình đang sợ hãi thì mình muốn cân bằng cái con vật đó và cái sợ hãi của mình, thì làm sao mà cho cái con vật đó nó đứng yên với cái nỗi sợ hãi của mình, nó chụp được cái con vật đó như thế nào. Nỗi sợ hãi thì do chính bản thân chúng ta phải vượt qua. Còn đối với con vật, để thế nào mà có thể chúng ta tạo dáng được với nó và để nó có thể đứng yên với mình, thì đối với con vật thì khi chúng ta mềm mại và dịu dàng với nó thì chắc chắn nó sẽ thân quen với mình và có thể phối hợp với mình để tạo ra một bức hình đẹp. Vì khi mình sợ hãi, mình gồng thì mình cơ chúng ta sẽ bó chặt vào con vật, thì nó sẽ cảm giác mình đang tấn công nó thì nó phải phản ứng lại và chúng ta sẽ không bao giờ chụp được một bộ hình rất là đẹp như thế được. Thì chúng ta phải mềm mại và dịu dàng với nó thì chắc chắn chúng ta sẽ chụp được với nó thôi. Cho em hỏi là nếu mà con vật có cái tính hiền như con ếch thì mình biểu cảm bằng như thế nào để có thể hòa nhập với con vật bạn diễn của mình là con ếch? Với câu hỏi của bạn thì Yến cũng tư vấn với bạn là bạn hỏi là nếu con ếch nó hiền thì mình nên biểu cảm sắc thái như thế nào để phù hợp với con ếch. Thì khi mình vô một shot hay mình chụp thì mình phải biểu cảm liên tục và mình có thể thay đổi nhiều biểu cảm để có một shot hình rất là đẹp. Và khi chiếc bản da chụp cho mình thì chiếc bản da chụp rất là liên tục để có một bức ảnh đẹp cho mình. Nhưng theo ý nghĩ đây là chủ đề đa sắc thái thì chúng ta nên biểu cảm nhiều sắc thái để có thể phù hợp với chủ đề và để có được chiếc bản da chụp cho mình một shot ảnh thật là đẹp. Khi mà mình tạo dáng cùng với ếch, mình làm sao để cho nó có được những cái dáng mà gợi cảm và cùng có thể là tương tác được với bạn diễn của mình để mình và con ếch có thể hòa nhập vào nhau để có một cái sức hình đẹp. Đối với con ếch thì bạn diễn chúng ta thì chúng ta phải tùy sáng tạo của mình để khi mình tạo dáng để với bản da chụp cho mình một tấm hình đẹp, thì chúng ta với một con vật nhỏ hoặc cân đối của bộ bố cục như thế nào thì chúng ta tạo dáng. Nếu mà chúng ta sáng tạo vì có thể một dáng rất là đẹp, ok với đối với ếch, chúng ta tạo dáng gợi cảm thì chúng ta có thể đưa lên gần mặt mình và chúng ta biểu cảm qua ánh mắt đối với con vật của mình diễn, thì có thể là một hình rất là gợi cảm cho mình và đẹp. Hôm nay Yến cũng rất là vui khi được đến đây giao lưu với các bạn và chia sẻ kinh nghiệm đối với các bạn. Thì do thời lượng phát sóng chương trình không cho phép thì Yến cũng có thể chia sẻ bấy nhiêu kinh nghiệm với các bạn thôi. Thì Yến cũng hẹn các bạn vào một kỳ giao lưu khác chúng ta sẽ lại gặp nhau. Thì nhân đây Yến cũng chúc các bạn hoàn thành tốt bộ hình ngày hôm nay để chúng ta có những bức ảnh thật là đẹp để chúng ta có thể đi tiếp vào vòng tiếp theo. Đây là chụp biểu cảm lạ, không có chụp cái kiểu mà phiêu phiêu nhắm mắt mơ màng hút như trước nữa. Buồn vui hỉ nộ ái ố rồi mấy bạn phô rồi hết cho cái hình này giùm tôi đi, đừng có mày nhìn phiêu phiêu nhìn cái đít con ếch mà làm mày nhìn dữ vậy. Nhiếp ảnh lấy từ phần áo lên nha nhiếp ảnh. Lấy cái chữ với lên là gì? Không, lấy cái cổ à. Lấy từ đây lên à, lấy đưa tim à, lấy cộng. Cho nên ai rồi diễn mà tới sửa chừng cái áo trở xuống là rớt là chịu mất hết đấy. Nó chuẩn bị rớt rồi đó. Em là người chụp đầu tiên cảm thấy rất là áp lực. Vì những cái dáng và những biểu cảm khuôn mặt mình vẫn còn chưa tốt. Và không biết hôm nay mình có được tấm hình đẹp hay không. Cũng cầu mong là có một tấm hình đẹp để được đi tiếp vào vòng chồng. Cảm ơn. Bắt đầu. Biểu cảm lạ lên. Chụp nó đi. Ừ. Chú. Bóp cái rồi không đó. Đúng rồi. Ôi. Thời gian này tính luôn cả thời gian bị ếch nhảy xuống đất nha. Rồi. Không, tôi đi. Lấy đi. Ai lấy đưa tôi đi. Không, con có lấy đâu. Tới gặp bà chụp bà lấy đi. Trời ơi, em sợ quá trời luôn á. Ai lấy bà giùm em đi. Bà chụp bà có mấy ba mắt nữa. Bà có sợ gì không cho các bà. Ai chụp trước đi. Chụp liền. Chụp ghê quá. Bà lấy con ếch nữa đi. Chụp liền giùm em đi bà. Trời đất.
phần thi lần này thì rất là khó, rất là cam go cho mỗi thí sinh. Và riêng em cũng vậy, em cũng đã cố gắng cho bản thân mình. Và em cũng sẽ có quyết tâm để cho mình không phải bị lỗi. Bây giờ bạn có chụp không? Bây giờ có chụp không? Nó nằm im rồi. Nè, để tắt xe ra ra. Để lên tay. Đi xe ra ra đi. Chụp bằng con hết không? Bây giờ cô hỏi có chụp hay không? Không chụp thì đi về. Có con hết không mà sợ sợ cái gì? Biết bao nhiêu người nãy giờ ta chụp được thì chụp được, tôi thằng cũng được mà còn cô có sợ sợ sợ. Không có cầm, không có cầm, cho hắn tự cầm. Các bạn có tự cầm là cầm đó. Chụp rắn thôi sao không? Em cầm, em chụp nguyên người đó, cầm cái giò nó không có nhảy nữa. Tính giờ nha em ơi. Bắt đầu bấm máy. Bạn có 3 phút để chụp, bắt đầu. Khi mà mình sợ cái mặt của mình nhăn lên làm sao biểu cảm tốt được. Biểu cảm lạ. Lạ, hiểu lạ không? Làm khác những gì thường ngày hãy làm. Lạ hơn đi. Giống người ta là biểu cảm giống người ta nữa. Mình vừa hoàn thành phần thi chụp với động vật hôm nay. Mình chụp chung với con ớt. Thì lần đầu mình chụp với ớt thì cũng một phần khó khăn, tại vì đó giờ chưa chạm vào con ớt lần nào. Khi mà chụp với nó thì nó rất là trơn và nó có một chút xíu gì nó nhám nhám làm rất là sợ. Thì nói chung là cũng cố gắng để vượt qua một cái concept lần này. Hy vọng lần này sẽ có một cái concept, một tấm hình đẹp. Tiền kêu một cái rồi mới đổi. Nhỏ này bị một cái là tạo dáng liên tục mà ống kính bấm không kịp, lần trước tôi chụp nó cũng vậy á. Mới nè, tôi chưa bấm kịp, tôi đuổi cho anh đây. Kịp rồi, đẹp không kịp. Ai gỡ 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 nhẹ. Hồi lâu á. Vừa mất cúp xong là em đang rất là hào hứng để vô buổi chụp. Nhưng mà vô rồi em cầm lên nó em rất là sợ. Em chạy đi ra để em lấy tinh thần. Và em đi vô lại, và em chụp. Tôi không biết là hôm nay em có shot ảnh đẹp như là lúc đầu em phỏng vấn hay không. Em mong là em không ở trong shot nguy hiểm. Bắt đầu. Ngọc cứ nhẹ nhàng vậy hoài là thua nha Ngọc nha. Cái này biểu cảm lạ nha. Biểu cảm lạ không? Biểu cảm lạ đó. Cái mặt là cái tay che cầm rồi đó. Biểu cảm lạ, tạo dáng lại nãy coi ta đâu ra lại như bây giờ bấm đẹp không? Đừng có đẹp nữa, lạ lên đi Trinh, biểu cảm lạ lên đi Trinh. Trinh muốn làm, Trinh làm càng lạ càng quái, Trinh càng được nhiều điểm. Trời ơi, chụp cái con ớt thôi, đang quái quá trời, đang lạ quá trời, da nó sần sùi, nó làm đẹp. Làm đẹp, đẹp chứ vậy, đẹp cho ai coi vậy? Đẹp cho ớt coi hả? Tôi chọn con ớt xấu xí cho nó quái quái, cho bà cái tay chen ớt nó tiêu rồi đó. Cuốt là ngược rồi đó. Để tay bên này, cuốt bên trong. Đổi tay. Trong concept lần này thì em và các bạn thí sinh còn lại có chụp concept với lại ấy. Lần đầu thì em và các bạn thí sinh thì rất là sợ vì nó trơn trượt. Sau khi được ban giám khảo chỉ dẫn thì em và các bạn đã hoàn thành tốt concept lần này. Cái gì vậy? Mấy đứa cái nhặt con đây trời. Thiệt luôn á, thiệt cũng khóc luôn á. Thiệt sợ quá, biết cái trời. Giỏi nè, giỏi nè, giỏi nè. Ôi trời, mới nhảy quá kìa trời ơi. Giỏi nè, giỏi nè, giỏi. Em rờ thử đi, em rờ thử đi, không sao chứ. Ôi nè, tỏ liên tục với nè nè. Ráng lên nè. Rồi đứa hồi nó ngoan lắm. Ông cha gì kỳ quá. Sáng lên, tại nó không có cắn. Con gì cắn mới sợ chứ nó có cắn không. Bây giờ Kỳ đi ra chỗ khác. Em không chụp nữa thì thôi. Em có 2 phút để chụp, nó không bỏ tắt được. Tắm nào thì em rớt, vậy thôi. Có cái chuyện đó con nãy giờ nói hoài mệt quá. Với bạn già chuẩn bị. Nhặt đúng bên kia kìa. Đèn đâu, đâu có đâu. Đúng rồi.
Đúng rồi, ngay lúc đó là đúng luôn á. Đúng rồi, tôi không coi được cái biểu cảm của các bạn không, nhắc các bạn, chỉnh với các bạn được. Nhẹ nhẹ thôi, nhẹ nhẹ thôi, hai tay bắt nhẹ nhẹ. Không ai ở đây mà cứu em đâu, không ai ở đây mà cầm giùm em đâu. Không nghe cái bụng của em. Đúng rồi, chụp lại rồi, em chụp, em lấy tay em chụp vô người đó, lẹ lên. Hết giờ rồi đi. Chắc lại em ơi. Đi ti đâu rồi? Dạ. Có lần bắt cái bụng. Chụp lại cho em. Chụp lại cho em chị. Đó, ừ, chụp lại cho đúng rồi. Rồi, hay quá. Cố lên, cố lên. Cố lên. Oh! Mày vô lại vuốt đầu nó, vuốt đầu nó, để vuốt đầu cho nằm yên lại nha. Rồi, cái mặt siêu qua đây nè trời. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. nín thở, đừng bao giờ nín thở. Được, nó nhảy, nó nhảy, cứ bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Cuối cùng thì em cũng đã hoàn thành số ảnh hôm nay. Khi mà biết là chụp VOD thì em rất là sợ luôn, vì là em không biết nói sao mà cũng như là kinh khủng lắm luôn. À, nó em được có bớt mạnh quá, nó chạy đầu, nó nhảy ra, hiểu không? Chụp lại, bạn có 2 phút để tạo dáng, sau 2 phút không được chịu kiểu nào thì rớt. Xong chưa? Chưa rồi bà tạo dáng được bấm máy. Nhớ đừng cầm lại nha Ti. Dạ. Ti ra đẹp thì nhất tập 3 rồi nha Ti, đừng để mọi người thất vọng ở tập này nha Ti. Bắt đầu. Chết. Em vừa được chụp hình với những chú ếch khá là dễ thương. Tuy ban đầu em chưa quen lắm vì cái da của ếch nó hơi làm cho mình thấy ớn ớn, nhưng sau đó thì em đã quen và chụp hình khá là ăn ý với những chú ếch. Thì em cũng mong là tấm hình của mình sẽ được bước tiếp vào vòng trong. Anh chụp cái tấm hình cho mẹ em bé, anh con của mẹ anh. Đủ lắm. Trời trời. Bà cầm con của mẹ, bà cầm nhỏ rồi nó đá thì đúng rồi mà bà. Bà ôm nó đi. Rồi, bé đi. Mặt tả nó đi má ơi. Ngoan nha, ngoan nha. Bắt đầu. Xong chưa? Biểu cảm lạ nha. Cảm giác của Hạ Ngân rất là sợ vì đó trước tới giờ Hạ Ngân rất là sợ những loài lưỡng cư, đặc biệt là những con ếch nhái. Thì cảm giác lúc mà đưa nó vào cơ thể mình thì lớp da ẩm ướt của nó làm cho mình bị rối loạn, không thể nào mà tạo dáng được, nhưng em vẫn cố gắng làm tốt phần thi của mình và em mong là mình sẽ thật sự cố gắng để được lọt vào top 10. Đừng sợ bà. Bước tới. Nè, tao cũng sợ nè. Ráng lên coi, ráng lên. Ráng hơn. Cầm nó nè. Rồi, một cái tay em giữ đúng, cho để cho nó nhảy. Một cái tay em giữ cho để cho nó được có nhảy. Ừ. Ráng lên Tiên ơi. Đứng. Gồng, thả lỏng lại, thả lỏng ra. Ráng lên Tiên ơi, ráng lên. Nhảy hướng rồi. Sao mà chở rồi. Tóc che hết cái mặt rồi nó tóc. Để lên ngồi chút xíu mà. Nãy thì người ta biểu cảm giống em lắm rồi đó. Biểu cảm khác với tạo dáng. Biểu cảm trên nét mặt của mình. Không thấy biểu cảm cho vậy, cái mặt cứ đơ vậy. Cái mặt gì mà đơ thì không có một cái gì đó thần thái rung sợ.
buồn vui. Em cảm thấy là thật sự rất là kinh sợ, kinh hoàng đối với con vật đó là con ếch. Chưa bao giờ mà em đụng vào những con vật mèo như vậy. Và em đã có những cú sập ảnh chắc là không đẹp. Em nghĩ là em đã lọt vào tới khi hiện tại. Là Đinh Vân, em là một thí sinh triển vọng và tất cả mọi người bình chọn đều có tên em trong đó. Em đừng để phải bị rớt cái vòng này, rất là đáng tiếc. Vâng. Thường ngày là cái vẻ đẹp của em là dịu dàng mà em cứ đềm và đầm ngoài, không có một cái xét này em đứng đầu được hết. Em không mất tập trung vì cái này em cứ đột phá lên cho chị coi. Nãy giờ 10 người lại đây ta đều thu đều cái biểu cảm lạ. Lạ là sao? Lạ là nó khác thường ngày. Thường ngày mình cười tươi, mình nhí nhanh, nhí nhảnh, mình hot girl rồi. Thì mình lạ lên, mà ác lên, coi như ác như tôi vậy nè. Bắt đầu thì hơi có một chút lo lắng. Thì sợ nó trơn trơn nên không dám cầm. Khi mà vô trong concept thì cầm nó rồi thì nó cũng dễ thương, cũng mấy thương nó. Tại vì nó té rất là nhiều lần nên cũng sợ nó chết, nên em cũng vuốt ve nó một chút để cho nó hòa đồng với mình, để cho có một concept mình đẹp hơn. Diễn những gì em có thể là sẵn là gì đã vậy chứ trời ơi để đẹp em phải cầm lại. Em phải biết là nó ớn hay nhảy, bởi vì nó sẽ sợ em bóp nó. Em cầm nhẹ nhàng nó, em cầm nhẹ nhàng lại hiểu không? Nhảy nó như thế tay luôn, cầm cái tay nó, cầm cái tay nó để nó không cầm nhẹ nhàng đó. Đúng rồi, đừng để cho cái chân nó chạm cái gì hết, nó không đứng được. À, hiểu không đó? Đừng bóp buộc nó. Rồi cái chân nó không chạm được, không cái chân nó vuông thì hoàn không đứng được đâu, để nhảy. Đó đúng rồi, cái chân nó không đụng được đâu, nó không nhảy. Đừng camera này photo sẽ thấy ta lấy từ ngực trở lên, em để ở sao mất hết rồi. Chụp beauty là chụp từ vai trở lên thôi. Để cầm bớt cái giòn đó lại, tạo dáng nó làm quen thân thiện đi, có gì đâu mà đáng sợ. Rồi bắt đầu tắm giờ nha bạn, có 2 phút. Bắt lên lại. Cố lên đẹp ơi, cố lên đẹp ơi. 20 giây nè. Bạn có 2 phút mà nãy hết 1 phút 20 giây rồi. Bắt lên lại, chụp lại, bắt lại bình thường. Ừ. Rồi, lên chụp tiếp. Giỏi. Bình thường, đúng rồi. Mà mẹ lên, la làng lên. Sau khi chụp cơ thể hôm nay thì em vẫn còn rất là sợ. Nếu mà bắt em chụp lại được nữa thì chắc em cũng có thể làm. Cũng không ngoài dự đoán của chúng tôi là cái concept lần này các bạn chụp với một cái sinh vật đó là con ếch, thì chắc chắn rằng các bạn sẽ phải thét lên, phải là rất là sợ. Bởi vì ngay bản thân tôi khi mà lần đầu tiên chạm tay vào cái da ếch thì cũng có giác hơi sợ, bởi vì cái da nó sừng sừng và nó nhầy thế nào ấy. Cho nên là với bộ ảnh lần này thì nhìn chung thì các bạn chưa thực hiện tốt nó. Mặc dù thì diễn với con ếch cũng không có gì khó khăn lắm, bởi vì nó cũng nằm yên trên tay. Khác với hồi mùa trước thì chúng tôi cho các bạn diễn chung con rắn, thì con rắn thì nó cứ ngoe ngoảy hết đầu đến đầu kia, nhiều khi thì nó lại lem vào cái khuôn hình, cái gương mặt của các bạn, làm cho bức ảnh không được tốt. Nhưng với con ếch thì chỉ nằm yên trên tay thôi. Mà chúng tôi cũng đang cố gắng sẽ chọn ra một tấm hình đẹp để nhận xét cho các bạn, và hy vọng rằng các bạn sẽ cùng chúng tôi bước vào vòng trong, sẽ có một hình tốt hơn và những tập kế. Các bạn cũng biết, ếch là một con vật quen thuộc, hiền lành, không cắn ai. Tuy nhiên, với bề ngoài da sừng sùi và chạm vào có cảm giác lành lạnh, ướt ướt, vì vậy tạo cho các thí sinh nỗi sợ sệt khi cầm chuối trên tay. Chưa kể là ếch có thể nhảy ra tay bất cứ lúc nào, nên cũng rất khó chụp chung với người bạn diễn này. Một số thí sinh rất run sợ và chưa lần nào tiếp xúc với ếch, vì vậy rất khó khăn trong việc động viên và khuyến khích các thí sinh thử một lần cầm người bạn diễn trên tay. Giải ngôi vị quán quân với các quyền lợi như sau: hiện kim 5 triệu đồng, 1 năm sử dụng vé máy bay quốc tế của công ty Phước Hoàng Anh, đại diện và xuất hiện trên trang chủ của công ty Phước Hoàng Anh, được tuyển dụng và đào tạo trở thành nhân viên tư vấn dịch vụ du lịch và vé máy bay làm việc tại công ty Phước Hoàng Anh, được đào tạo khóa học make up chuyên nghiệp của chuyên gia make up Tofi, 1 năm sử dụng mỹ phẩm trắng da Relumin của shop online Hiếu Lê trị giá 50 triệu đồng,
một gói thẩm mỹ không phẫu thuật của Khang Hy Beauty Clinic trị giá 10 triệu đồng và các giải thưởng khác. Vì lý do kỹ thuật nên các file quay hình trong lúc nhận xét đã không còn. Chúng tôi rất lấy làm tiếc với các bạn thí sinh và với các khán giả yêu thích chương trình. Chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục sự việc này trong các tập sau. Và thí sinh có tấm hình đẹp nhất trong concept lần này là Hoàng My. Bạn nhận được một phần quà Relumin của shop online Hiếu Lê trị giá 2.500.000 đồng. Các thí sinh được gọi tên lần lượt sẽ được bước tiếp vào vòng trong là Titi, Bảo Yến, Gia Đoàn, Cô Trinh, Mai Khánh, Ngọc Trinh, Thiên Minh và Thủy Tiên. Và các thí sinh còn lại nằm trong tóc nguy hiểm là Hạ Ngân, Bảo Ngọc, Mimi và Lê Vân. Và bốn bạn đứng đây xin chia buồn với bốn bạn rằng bốn bạn là những người có hình xấu nhất. Có những tấm hình không hề cố gắng, không hề nỗ lực, và bốn bạn là những người được post trên mạng nhiều nhất. Bạn Hạ Ngân, đây là hình của bạn. Chúng tôi ghi nhận những nỗ lực của bạn và dành ưu ái nhiều cho bạn từ tập 1, tập casting cho đến bây giờ, bởi vì bạn là thí sinh ngoan, chịu khó từ xa đến đây đến chúng tôi rất quý và rất thương bạn. Nhưng ở shop tình này, như từ đầu tôi nói là cuộc beauty rất khó, nó sẽ phô ra những quyết định của mình. Hơn nữa bạn diễn chung với bạn như con ớt, nó không có làm im, ớt nhảy liên tục. Bạn diễn mặt cầm nó nhiều quá thì ngón tay bạn che diện tích của nó nhiều thì lại không đẹp, bạn thả ra và nhảy. Cho nên tấm hình này duy nhất là bạn và ớt hài hòa với nhau. Và nét biểu cảm bạn tốt hơn bạn im, nên tôi chọn câu này. Nhưng thực sự thì nó không nằm trong mong đợi của tôi. Bạn Mimi là top 5 2012. Thì hôm nay tôi cho bạn xem thành quả của một top 5 đến với cuộc thi năm 2015 nó là như thế nào. Bạn thấy là bạn tụt lùi hơn người ta tới 3 năm thôi. Bạn thấy là cái tấm hình này bạn còn xấu hơn tấm hình từ năm 2012 bạn chụp với răng. Tấm hình này chỉ thấy được có cái bàn tay của bạn là lạ thôi. Ngoài ra trong một đống hình với bạn da bấm máy không được gì hết. Và chẳng lẽ chúng tôi chấm bạn vì chấm cái bàn tay? Chúng tôi chấm cái biểu cảm. Bạn chụp 5 dáng mà trong đó hết 4 dáng mà nhắm con mắt lại, không ai nhắm mắt vào bạn. Bạn nhìn xuống, nhìn xuống mà nhìn thử xem, nếu con phóng lớn lên người ta nghĩ rằng bạn đang nhắm mắt. Và như vậy thì bạn đã có dấu hiệu tụt lùi so với những thí sinh khác. Chúng tôi có nói bạn rằng chúng tôi chấm bạn sẽ khó hơn những thí sinh khác, bởi vì đơn giản rằng bạn đã trải qua tất cả rồi. Bạn không thể nào mà bạn ngang với những người đàn em phía sau mình được. Mình đã là thí sinh từ mùa trước, mình vẫn dậm chân ở chỗ. Bạn thua cả bạn Hoàng My năm nay đã đạt giải đẹp nhất trong danh sách này, trong khi chúng tôi kỳ vọng rằng bạn sẽ là người đẹp nhất. Và chúng tôi thất vọng. Bạn Lê Vân, cho tôi hỏi bạn rằng cái bông tai đó bạn tự đeo vào hay là stylist đeo cho bạn? Tự đeo. Mà bạn đeo vì sao? Vì muốn nó đẹp hay là cảm thấy rằng mình sẽ tự tin khi đeo bông tai? Cái muốn của bạn nó vô hình chung là phá lên bức hình của bạn. Cái bọc thi này tôi yêu cầu layout là góc cao lên để thấy rõ cái mặt, thấy rõ cái dáng, cái biểu cảm. Và bạn chụp có lợi thế là một đống dây cổ. Cái nhấn của cái layout này là nhấn cái vòng cổ. Và bạn đeo cái bông tai vô thì chúng tôi nhấn cái gì? Hả? Bạn thấy bạn lạc lòi hơn 13 thí sinh còn lại, bạn thấy bạn lạc không? Có nghĩa là cái chuyện này rất là đơn giản, em hiểu không? Khi mà một cái bây giờ em đi ra ngoài em làm việc với một cái nhiếp ảnh gia hoặc một stylist nào đó, họ đưa ra một cái layout, một cái concept như vậy, có nghĩa là trên người bạn có bao nhiêu đó thứ là đã trải qua biết bao nhiêu công đoạn, người ta phải tìm tòi, người ta phải họp hành với nhau là phải có bao nhiêu đó thứ là đủ. Vì em tự tiện em đưa vô như vậy là em phá hỏng hết công suất từ đầu của người ta.
Em hiểu không? Đây sẽ là một cái kinh nghiệm rất là nhớ đời cho em ở cái lần chụp này. Anh nghĩ là có thể là em cố ý đâu. Tại vì em chưa có kinh nghiệm thôi. Cho nên là hôm nay thì em cũng làm bài học. Bài mốt nếu mà em muốn có thêm khác gì thì em nên hỏi, hiểu không? Để đừng có sai chính xác. Tôi sẽ đưa tất cả những hình các bạn chụp lên clip giống như là tập thứ tư tôi nói với bạn. Không có tấm nào mà bạn thả cho con ếch nó được tự do. Tấm nào bạn cũng chiếm hết diện tích của con ếch là 50-70%. Vậy thì chúng tôi không biết bạn đang cầm cái con gì. Bạn hiểu không? Nó chỉ ló được có cái đầu ra như đây thì chúng tôi không biết nó là con thằng lằn hay là con kỳ nhông. Và kể cả tấm này là cái tấm mà thấy được con ếch nhiều nhất trong số các tấm. Cho nên chúng tôi chọn tấm này. Thêm một phần nữa là nghe mất cái cổ. Từ cổ, tay, ếch và cầm nó liền một khối. Rõ ràng đúng không? Kinh nghiệm lần sau nha luôn. Bạn và ông Ngọc, từ tập 1 cho tới bây giờ bạn cứ như vậy và như vậy. Chúng ta đi tới tập 5 rồi. Mỗi ngày nó mỗi khó hơn. Nó không còn cái kiểu mà nhẹ nhàng đầm thắm tùy mị hot girl nữa. Và khi đến cái tập này bạn cũng bưng những cái thứ đó vô đây với một ánh mắt vô hồn mà nhìn xem cái xét bằng dịch. Chúng tôi trắng được cái này ngoài chuyện nghiêng đầu ra lạ hơn người ta nghiêng đầu không thì không được gì hết. Vì chẳng lẽ một con đồ mà đi chụp hình suốt ngày cứ nghiêng cái đầu. Tâm hình khác của bạn ánh mắt cũng vô hồn bị như thế này. Và thực sự là khi mà chọn hình cho bạn thì cũng biết chọn tấm nào cho bạn nữa. Tại vì Kiền luôn luôn nói với các bạn rằng khi mà mình cầm tấm hình người ta sẽ nhìn vào cặp mắt đầu tiên. Và Kỳ là người chuyên môn là Kỳ sẽ nhìn vào cặp mắt đầu tiên của người mẫu trong tấm hình. Nhưng mà khi mà Kỳ chọn hình cho bạn thì không muốn nhìn hình của bạn tại vì không có gì để coi, không có gì thu hút hết trơn. Trong khi mà mình chọn lướt ra tất cả những bạn thấy điểm rất tốt, ánh mắt rất hút hồn thì tới bạn là một ánh mắt vô hồn. Đi vô hàng anh muốn ôm các bạn dù cho ai được bước tiếp hay không bước tiếp, chúng tôi cũng gửi chúng ta một cái ôm. Cảm ơn. Chúc mừng em nha, cố gắng. Tôi sẽ dành cơ hội này cho một bạn và tôi nghĩ rằng bạn ấy sẽ làm tốt. Bởi vì chúng tôi khi mà quyết định chọn người bước tiếp, chúng tôi sẽ cân nhắc cả những vòng thi trước của bạn đó. Tôi gọi tên tiếp theo sẽ là người bước tiếp vào vòng trong và ba bạn còn lại sẽ phải chia tay cuộc thi tại đây. Xin chúc mừng bạn. Thế giới thứ 3 Nest Up Angel 2015 Thiên thần tỏa sáng. Xin chúc mừng bạn Lê Vân. Tôi dành cơ hội này cho em bởi vì tôi thấy em ngoài cái việc không cố ý là phá hỏng trên set của chúng tôi, em có cái tố chất có thể bước tiếp cùng chúng tôi. Hy vọng rằng em sẽ trân trọng cái cơ hội này. Dạ, em cố gắng, làm tốt hơn. Chúc mừng em. Và ba bạn sẽ là người chia tay cho chúng tôi. Hằng Anh, ba giám khảo, chúc bạn nè. Cô Đảo là tốt công việc của mình đang làm. Khi mà trong óc bị lợi thì em không nghĩ em sẽ được đi tiếp vào vòng trong. Tại vì tấm hình của em không có được đẹp lắm là em đã làm ba giám khảo thất vọng. Dù thật sự chúng tôi không muốn loại bất cứ thí sinh nào, nhưng chúng ta cũng đành phải nói lời chia tay với ba thí sinh Hạ Ngân, Mimi và Bảo Ngọc. Thí sinh Thủy Tiên xin tạm dừng cuộc thi vì lý do riêng, và như vậy chúng ta còn top 9 thay vì top 10 như dự định. Ở tập sau, các thí sinh sẽ trải nghiệm trong một thử thách, trở thành nhân viên quảng cáo
và người nào sẽ phải ra về. Hãy cùng đón xem và cổ vũ cho các thí sinh trong cuộc thi tìm kiếm thiên thần thế giới thứ 3 Next Top Angel 2015 Thiên thần tỏa sáng.